Thưa quý vị, bắt đầu từ năm học này 2018-19 thì theo quyết định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, học sinh mầm non và tiểu học cả nước sẽ tham gia chương trình sữa học đường và Hà Nội cũng bắt đầu triển khai dự án này. Tuy nhiên có một điều đáng lo ngại là khi chưa có tên công ty sữa sẽ tham dự vào chương trình thì nhiều trường học đã phát phiếu yêu cầu phụ huynh đăng ký. Và trong khi một thời gian qua thì chúng ta đã từng nghe thông tin là nhiều địa phương phải tạm dừng đề án sữa học đường vì ngộ độc thực phẩm đã khiến nhiều phụ huynh tỏ ra băn khoăn về vấn đề này, nhất là ở tại những thành phố lớn như là Hà Nội. Bảng thông tin của trường mầm non Sơn Ca ở quận Hà Đông đã phải gắn bản thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để cung cấp các thông tin về chương trình đăng ký sữa học đường đến với phụ huynh. Mục tiêu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là có trên 90% số trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học đăng ký chương trình. Tuy mục đích là tốt, nhưng điều này cũng không làm phụ huynh bớt đi sự lo lắng. Anh mong muốn là nếu mà nhà trường mà có áp dụng thì nên sử dụng một hãng sữa có uy tín, chất lượng và có thương hiệu. Còn nếu mà không thì để gia đình tự lo về vấn đề sữa cho các cháu cũng được. Chúng tôi không nghĩ vì là giá rẻ mà chúng tôi là không được sử dụng sữa tốt. Về cái chất lượng sữa thì chúng tôi cũng rất là quan tâm cái chuyện là cái thời hạn, tức là cái đát của cái hộp sữa con mình uống. Vì vậy là vừa qua là chúng tôi có họp cái ban đại diện cha mẹ học sinh của trường thì cũng đề xuất với ban giám hiệu là chúng tôi sẽ tham gia vào công tác là kiểm tra chọn mẫu ở bất cứ thời điểm nào. Bố mẹ học sinh lo ngại là có lý do. Bởi vài năm trở lại đây, nhiều vụ việc liên quan đến ngộ độc sau khi uống sữa miễn phí đã khiến cho phụ huynh phải lưu tâm, như câu chuyện ở Hậu Giang. Và mới nhất là Đồng Nai, nhiều học sinh đã phải nhập viện sau khi uống sữa nằm trong chương trình uống sữa học đường. Sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã phải quyết định dừng chương trình này. Đối với nhiều trường, trong đó có cả trường mầm non Sơn Ca, để giúp phụ huynh an tâm hơn, trường này đã phải tính đến các phương án đưa hội phụ huynh vào giám sát quy trình. Khi nhận sữa, sẽ kiểm tra bằng mắt thường từ vỏ hộp trước và sẽ đem đi xét nghiệm nếu có vấn đề bất thường. Thì khi nếu chẳng may xảy ra ngộ độc thì có vấn đề gì, ai sẽ phải chịu trách nhiệm trong vấn đề này? Thì chúng tôi cũng chia sẻ cũng như là trao đổi với các bậc phụ huynh để họ thấy được là cái quy trình làm đó là theo từng bước từ các cấp lãnh đạo. Thế chúng tôi là người thực hiện thì cũng rất là mong muốn là có sự phản hồi từ người thực hiện đến để các cấp lãnh đạo quản lý có những sự điều chỉnh làm sao cho phù hợp nhất. Đề án sữa học đường triển khai tại Hà Nội sẽ có gần 4 triệu trẻ mẫu giáo và tiểu học được thụ hưởng. Trẻ em sẽ được uống sữa tươi 5 lần một tuần, mỗi lần một hộp 180ml. Chi phí cho mỗi hộp sữa sẽ được ngân sách hỗ trợ 30%, doanh nghiệp cung cấp là 20% và phụ huynh đóng góp 50% còn lại. Riêng đối với trẻ em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số thuộc diện chính sách, phụ huynh sẽ không phải đóng góp, mà nguồn đó sẽ do ngân sách và doanh nghiệp hỗ trợ mỗi bên 50%. Đến thời điểm này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mới đang ở khâu tổ chức đấu thầu. Thời gian mua hồ sơ tham gia thầu bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 đến hết ngày 1 tháng 10. Mà ngay trong đề án thì cũng đã ghi rõ là cái tiêu chuẩn sữa phải đảm bảo quyết định số 5450 của Bộ Y tế cùng với lại các cái yêu cầu về sữa mà chúng tôi đề nghị các cơ quan có chuyên môn về thẩm định. Đó là yêu cầu về sữa. Thứ hai là các cái yêu cầu về cung cấp hàng, như chị nói vấn đề về vận chuyển, kho bãi. Như cả một cái tờ thông tin này là hiệu trưởng phải giải thích được cho phụ huynh học sinh để phụ huynh học sinh họ hiểu được. Và sau khi phụ huynh học sinh hiểu được thì đăng ký. Còn cái việc đến khi cụ thể mà để đăng ký chính thức và có cái hợp đồng chính thức với đơn vị cung cấp sữa từ các nhà trường đến phòng giáo dục, tức là đến quận huyện, rồi đến công ty sữa thì lúc đó nó lại là một khâu khác. Dù công nhận là mục đích của chương trình sữa học đường rất nhân văn, nhưng mục đích tốt đẹp có thể sẽ không có được hiệu quả như mong muốn nếu chúng ta vội vàng. Tính đến thời điểm này, 7 đơn vị tham gia đấu thầu sữa học đường vẫn chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công khai.
Nếu như có chữ ký vào các giấy tờ cam kết chất lượng thì cũng chỉ mới xuất phát từ lời hứa của nhà trường mà thôi.